Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 cho 3 vùng khi mà quý vị đang lái xe ở DC, Maryland, Virginia, cũng như quý vị luôn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua trang Facebook của đài NV Radio. Và ngày hôm nay, ngày thứ sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020, quá nhiều những cái tin tức sôi nổi mà Lệ Ngọc sẽ tường thuật cùng với lại quý vị khán thính giả. Đó là ai? Đó là luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Lệ Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên, kính chào quý khán thính giả và chào Lê Ngọc. Dạ vâng, và trước khi mà bước vào những sự kiện mới nhất trong ngày thứ sáu thì Lê Ngọc như thường lệ mời quý vị bước vào bản tin thời tiết tại hai miền. Thủ đô Washington thì bầu trời sáng ngày hôm nay trong sáng, những cái ánh nắng rất là nhẹ nhàng xen lẫn với những áng mây. Nhiệt độ hiện tại 77 độ, vào buổi trưa nhiệt độ lên cao trong ngày hôm nay 82 độ. Và cái độ oi bức nó cũng nhẹ nhàng hơn những ngày trước đây. Vào buổi trưa bắt đầu khoảng 1 giờ trưa cho tới chiều tối sẽ bắt đầu trở lại có mưa và sấm sét, do đó nhiệt độ tối ngày hôm nay xuống thấp khoảng 68-69 độ. Hai ngày cuối tuần, thưa quý vị, vẫn tiếp tục là hai ngày ướt át. Ngày thứ bảy nhiệt độ cao nhất 78 độ vì cái cơn mưa này quý vị thấy nó kéo dài cả trong một tuần. Rồi buổi tối 66 độ, ngày chủ nhật nhiệt độ chỉ còn có 73 độ mà thôi và vẫn mưa sấm sét vào buổi chiều tối, và buổi tối 64 độ. Và nhanh chóng Lệ Ngọc nhìn qua hệ thống satellite bên vùng miền Bắc California của quý vị khán thính giả cũng như của luật sư Duyên ở San Jose. Bầu trời hiện nay, thưa quý vị, nhiều mây vì còn sớm, nhưng mà nhiệt độ đã 72 độ rồi. Và trong ngày hôm nay sẽ là một ngày nóng hơn thủ đô Washington, thưa với luật sư Duyên. 98 độ là nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa, nhưng mà sau đó buổi tối thì trở lại với một cái nhiệt độ nhẹ nhàng hơn, 68 độ. Hai ngày cuối tuần vẫn sẽ là hai ngày nóng trên 90 độ. Ngày thứ bảy 93 độ, buổi tối 67 độ. Rồi ngày chủ nhật, thưa vị, 91 và buổi tối 69 độ. Đó là thời tiết cho hai miền mà Lệ Ngọc vừa mới tường trình đến với lại quý vị khán thính giả. Trở lại với lại anh Duyên. Và sau khi mà anh em chúng tôi nghe tin là ông Michael Cohen, ông mới vừa release cái quyển sách chưa có bán ra, tháng 9 thì mình mới có, chỉ mới vừa có nghe cái nói rằng là có cái những cái trích đoạn, tôi cũng được đọc cái trích đoạn đó, thì tự nhiên nhiệt độ San Jose có lên vài độ, thành ra chắc chắn là chương trình hôm nay tương đối sẽ nóng, thưa quý khán thính giả. Trở lại với đây không? Dạ thưa vâng, ngay lập tức là luật sư Duyên đã nói đến là thời tiết tại San Jose tại sao lại nóng như vậy. Trong khi đó mà quý vị thấy không, thủ đô Washington lúc nào cũng nhẹ nhàng hơn. Thưa quý vị, thành thử nhiệt độ cuốn sách này vừa mới được preview thôi, thưa quý vị, vừa mới đưa ra sơ khởi thôi. Ở chiều ngày hôm qua thì quý vị thấy không, thủ đô Washington tiếp nhận, mặc dù là nó sôi nổi, nó quá nhiều chi tiết, nhưng mà quý vị thấy một cái sự khác lạ, nó hoàn toàn khác với lại miền Bắc California. Nhưng cái đó cũng là một cái điều thú vị, hấp dẫn từ luật sư Duyên mà quý vị khán thính giả yêu mến ông. Và như vậy thì thưa với luật sư Duyên, Lệ Ngọc phải cập nhật đến cho quý vị khán thính giả cái tin về COVID-19 đi, cái con số nó như thế nào, mặc dù là có một số quý vị khán thính giả nói cô Lệ Ngọc ơi, tôi nghe hoài mỗi ngày tôi nhức đầu quá, nhưng mà tin tức thì Lệ Ngọc chỉ gửi đến cho quý vị để quý vị có thể nhận được và biết được cái con số trong ngày hôm nay như thế nào. Thì thế giới, thưa quý vị, cái con số này vẫn tiếp tục gia tăng ở trên thế giới hiện nay. Thưa quý vị, con số 21.060.322 người đã bị nhiễm, số người bị tử vong thiệt mạng 757.445 và số người được chữa khỏi gần 12.725.117. Và nước Mỹ vẫn giữ hàng đầu, thưa quý vị, với con số là 5.369.994 người đã bị nhiễm. Tất nhiên là chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà thôi, thì con số mà bị lây nhiễm đó, thưa quý vị, là khoảng 787, đỡ hơn cái ngày vừa mới qua đây. Và số người mà bị thiệt mạng, 169.782 người đã bị thiệt mạng, chỗ người được chữa khỏi 1.819.904
41. Đó là những cái con số về đại dịch COVID-19 mà Lê Ngọc vừa mới tường trình đến cho quý vị, cập nhật đến cho quý vị khán thính giả hàng ngày. Và ngay lập tức trở lại với luật sư Duyên với cái cuốn sách Disloyal Memoir của ông cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump, tức là ông Michael Cohen. Thì những cái chi tiết chính, thưa với lại luật sư Duyên, ông đã nói gì và đặc biệt là cái ảnh hưởng của cuốn sách này với những cuộc điều tra của ông Bill Barr, của Dunham, nó ảnh hưởng như thế nào và cái hệ quả của Tổng thống Donald Trump nó có hay không? Thưa với lại luật sư Duyên, lần lượt anh em của chúng tôi sẽ bước vào những cái nội dung chính mà chỉ là khởi sắc những cái hàng đầu thôi nha thưa quý vị, preview thôi. Và cái cuốn sách sẽ thật sự ra mắt với lại quý vị công chúng, đó là vào ngày 8 tháng 9. Lê Ngọc xin mời luật sư Duyên. Trước khi anh em chúng tôi thảo luận qua lại về cái quyển sách này đó, nó có nhiều cái góc cạnh để như là Lê Ngọc vừa trình bày đó. Lê Ngọc có thể nào chia sẻ với quý khán thính giả những cái nét chính tập mình biết, toàn là mình, cuốn sách chưa ra, mình sẽ chờ mình mua cuốn sách. Nhưng mà những nét chính gì khi mà ngày hôm qua Lê Ngọc đọc được, Lê Ngọc có thể chia sẻ bây giờ? Dạ thưa vâng, thưa quý vị, những cái nét chính đó mà ông cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump, khi mà quý vị biết nó là một luật sư riêng, thì tất cả phải nói là những cái tin mà chúng ta nói là... Dạ. Xin lỗi, không mất tiếng gì. Dạ thưa vâng, bên ban kỹ thuật vừa mới nói với Lệ Ngọc là không hiểu tại sao bên Facebook Live thì không có tiếng, nhưng mà riêng về vấn đề radio và internet thì đâu ra đó lắm. Thành thử nếu mà quý vị đang theo dõi live trên Facebook thì Lệ Ngọc xin cáo lỗi cùng với lại quý vị, thì trong lúc mà ban kỹ thuật chỉnh lại thì quý vị sẽ nghe lại, nhưng mà Lệ Ngọc phải tiếp tục để cho quý vị theo dõi trên internet vẫn tiếp tục có thể theo dõi được cái chương trình ngày hôm nay. Lệ Ngọc vừa mới thông báo thì đã có một số quý vị khán thính giả trên Facebook nói là không có âm thanh. Một lần nữa Lệ Ngọc xin cáo lỗi, nhưng mà tiếp tục để mà cho quý vị đang theo dõi trên làn sóng radio, trên xe hoặc là trên internet thì quý vị vẫn tiếp tục nghe được. Thì thưa quý vị, cái cuốn sách này là quý vị, vì ban kỹ thuật nói cho Lê Ngọc, thành thử là Lê Ngọc đang mất đi những cái thông tin. Nhưng mà thưa với luật sư Duyên, những gì mà Lê Ngọc đọc trong ngày hôm qua, cái nội dung chính á, thì ông Michael Cohen, ông cho biết rằng là những cái sự gọi là dối trá của Donald Trump, hoặc là những cái chuyện thâm cung bí sử của ông Donald Trump, cái tính mà chúng ta thấy thể hiện được đúng với lại Tổng thống Donald Trump, đó là ông không tin tưởng ai. Thì trong những cái hàng đầu, ông luật sư Michael Cohen này có nói đến là Donald Trump không hề tin tưởng ai, nhưng chỉ có một mình Cohen trong hơn 10 năm qua, một cái decade, thì luôn bên cạnh Tổng thống Donald Trump và biết được tất cả những sự việc gì xảy ra, những gì về vấn đề business của Tổng thống Donald Trump. Một cái điều ông nói là Donald Trump nói dối Melania Trump ở những cái sex club, mà cái sex club này là sang trọng lắm thưa quý vị. Rồi vấn đề mà tham nhũng với lại nước Nga, cái collude với lại nước Nga, nó ngoài sức tưởng tượng. Nếu mà những gì mà Lê Ngọc nghĩ là thật sự đó thưa với luật sư Duyên, khi mà cái cuốn sách này ra để cho công chúng đều được đọc được, thì có lẽ là những cái chi tiết này nó không biết nó có ảnh hưởng đến cái gọi là đến Tổng thống Donald Trump. Nếu mà ông thất cử thì không biết là ông có bị điều tra hay là tòa án sẽ mang Tổng thống Donald Trump ra với tất cả những gì mà trong cuốn sách của ông Cohen viết đến không thưa luật sư Duyên? Chúng ta sẽ mình sẽ đi tới cái giai đoạn mình phân tích là nó sẽ có cái hệ quả như thế nào về cái vấn đề bầu cử, về vấn đề chính trị, về những cuộc điều tra. Mà trước khi mình đi vào cái phân tích như vậy đó, anh Duyên xin vài phút để mà lượt qua cái forward, có nghĩa là cái lời nói đầu đó, để quý khán thính giả có thể theo dõi anh em mình mà. Thì thưa quý khán thính giả, ngày hôm qua, dĩ nhiên cuốn sách thì tới tháng 9 mới bán, và những cái chi tiết về những cái
những cái sự kiện xảy ra mà tới lúc đó mình đọc cuốn quyển sách mình biết, nhưng mà trong một cái forward nó vào khoảng 3.700 chữ đó, là Michael Cohen đã trình bày tất cả những cái nét chính về cái cuốn sách. Mà tôi đọc cái forward đó, nó cũng cũng giống như là tôi đọc cái lời nói đầu trong cái quyển của Mary Trump. Thường thường cái lời nói đầu là như thế, nó là một cái phần mà gần như ngoài cái cuốn sách sẽ cho chúng ta những dữ kiện, những còn cái lời nói đầu đó nó là cái feeling, cái cảm xúc của cái người viết khi mà họ viết cuốn sách, sách nào cũng thế đó. Thì cái quyển sách này, cái lời nói đầu Michael Cohen nói rằng là cái quyển sách này nhập đề đó thì nói rằng là tổng thống muốn tôi chết, và nói theo cái cách của tổng thống đó, nói theo cái giọng của bố già du đảng đó, thì cái cách của ông nói rằng là I don't mind if he die, có nghĩa là nếu mà tôi có chết đi nữa ông không có phiền hà gì cả. Đó là cái cách nói của một cái giọng điệu là của một cái tay bố già. Mà qua những cái giọng điệu đó trong suốt cái thời gian làm việc thì Donald Trump đã dùng cái giọng điệu đó để mỗi lần mà mình muốn một cái điều gì, mình muốn ra lệnh một cái gì đó thì chỉ nói theo cái giọng đó không à. Thành ra ông Michael Cohen ông nói rằng là đấy, tôi đã làm việc 10 năm với một con người như thế. Thành ra trong lúc mà ông viết ông này này, ông nhắc lại là cái hồi tháng 2 của năm 2019, có nghĩa là năm ngoái đó, trước khi ông ở tù đó, ông nói tôi lái xe từ New York, tôi xuôi cái con đường 95, cái đường đường số 95 ở trên khu Lệ Ngọc đó, tôi xuôi nam để mà tôi về Washington DC. Thì trong cái lúc mà ông nói ông lái xe như vậy đó, cái nghĩa là ông suy nghĩ nhiều điều về những cái quan hệ giữa ông với Donald Trump, và những cái mà ông đã tin vào Donald Trump tới giờ phút chót để mà tới ngày hôm nay đó, gần như là người ta quăng ông dưới xe bus vậy. Mà ông nói rằng là lúc đó đó tôi vừa lái xe và tôi vừa suy nghĩ, tôi nói rằng là tôi sẽ có dịp, mà ông nói là ông nói về Trump ở trong cái cuốn sách này để cho người ta biết là Trump không phải là một người tỷ phú mà tốt rồi cứu tinh của nước Mỹ, cũng không phải là thượng đế trên trời giao xuống nữa, mà ông nói rằng là trong cái cuốn sách này mình sẽ ông sẽ trình bày con người real real rất là thật về Donald Trump, mà ngoại trừ vợ con của Donald Trump thì ông không nói. Ít có ai mà biết về Donald Trump mà có thể nhiều hơn ông Michael Cohen được. Thế thì ông nói là có một lần lúc đó Donald Trump đi xuống nhà ông á, thì đứng cạnh một đứa con của ông là mới 13 tuổi thôi, thì Donald Trump đã nói một điều, đã nói rằng là tôi xem you với lại gia đình you cũng như you are family, mấy người là giống như là gia đình của tôi vậy đó. Và Michael Cohen nói rằng là vào lúc đó tôi đã, ông xài chữ F, tôi đã forcing believe him, tôi đã tin cái thằng mẹ này. Tôi thì tôi dùng cái chữ forcing, nhưng mà trong cuốn sách của ông xài nguyên cái chữ F, tôi đã tin cái thằng mẹ này. Đó là cái cách của ông Michael Cohen nói. Mà thì trong cái chi tiết đó là Michael Cohen đã nói rằng là Trump đã hợp tác với Nga, đã collude với Nga, mà hợp tác với cái cách mà những người ngoài đó, người thì nói là ô hợp tác thế này, hoặc là binh Trump thì nói là không có collude với Nga, ông cả hai phía đều sai hết đó. Và Trump đã hợp tác với Nga, và ổng là cái người, Michael Cohen đó, là cái người mà khi mà dựng cái gọi là cái Bắc Channel đó đó, thì Michael Cohen là cái người được giao cái nhiệm vụ đó. Thì mình mới hiểu một hiểu là Michael Cohen thực sự là một tay, chính ổng nói mà, ổng nói tôi là một cái tay fixer cho tổng thống. Thành ra fixer có nghĩa là tôi cái là dọn dẹp cho tổng thống đó, hễ mà tổng thống làm bậy tôi là cái thằng dọn dẹp. Mà cho nên tôi phải nói đối với Donald Trump đó, làm mọi thứ đấu mạc để mà thắng, là làm mọi việc để mà win, thì đó là cái lẽ sống của Donald Trump. Thì
Ông ấy, Michael Cohen viết tiếp là trong cái cuộc điều trần ngày hôm nay, tôi biết là tôi đang lái xe từ New York về về DC. Tôi biết là Donald Trump muốn tôi đó chết trước khi cả cái nước này nghe cái tiếng nói của tôi về Donald Trump. Cái đêm mà tôi nằm ở ở khách sạn để mà tôi chờ ngày mai tôi vô trong Hạ viện đó, thì cái tên dân biểu Matt Gaetz, quý khán thính giả biết là cái tên dân biểu Matt Gaetz năm nay hình như trẻ lắm, ba bốn chục gì đó, là cái tay mà dẫn nguyên một một lũ điên điên đi chạy vô mà tấn công ruồng trong cái Hạ viện lúc mà đang có điều trần này nọ đó. Thì cái tay Matt Gaetz là text cho tôi, hăm dọa tôi: mày biết mày muốn tao tao sẽ nói những cái chuyện bê bối của mày với lại vợ mày với lại cha vợ mày này nọ kia. Thành ra thưa quý khán thính giả, lúc đó đó cái ngày buổi sáng hôm đó thì Michael Cohen nói rằng là tôi đi vào trong cái phòng của trong cái tòa nhà Quốc hội xong đó, tôi đi vào trong cái phòng restroom mà tôi vuốt tóc tôi lại tôi vân vân, và tự nhiên tôi lấy lại cái niềm tin. Tôi nói là người ta muốn tôi bịt miệng tôi, muốn hù dọa tôi, muốn tôi rút cổ lại. Nhưng mà khi mà tôi nhìn vào tôi trong gương đó thì tôi nói là tôi sẽ chơi cho tới bến. Nói theo cái tiếng Mỹ là I will nail it, là chơi tới bến. Đó là cái giọng điệu của cuốn sách mà. Thì trong cái lời mà forward, cái lời nói đầu đó, là mình đọc thì mình nghe cái cách nói chuyện của Michael Cohen đó, là yes, là một người có học, một người luật sư, nhưng mà cũng dùng cái ngôn ngữ rất là giang hồ. Vì chẳng hạn như là Michael Cohen nói là đối với cái đám Trump bây giờ đó, tôi là rat, là chuột cống, mà rat là phải chết, chuột cống là phải chết. Mà là tại vì tôi sở dĩ mà tôi biết được những điều đó là tôi, tại vì đã 10 năm trời tôi là một fixer, là một cái người mà gọi là dọn dẹp cho những cái chuyện làm bậy cho nghĩa là dàn xếp cho Trump đó, nói chuyện phải quấy với thiên hạ, là tôi cũng là cái thằng nói. Tôi vừa là cái thằng fixer mà vừa là cái thằng thug, một cái tay nha trảo, một cái thằng côn đồ cho Trump mà. Cho nên bây giờ đó mọi người nhìn tôi đó, nào là tôi biết mà, khi mà tôi lên ống kính TV đó thì người ta chỉ nhìn thấy một cái tay Michael Cohen này đó. Thứ nhất là một cái thằng lưu manh, một cái thằng đốn mạt, một cái thằng nịnh bợ, một cái thằng phản bội vân vân. Nhưng mà chỉ có tôi trong cái quyển sách này, tôi nói về một Michael Cohen và một Donald Trump đó mà nhiều người không biết tới. Cho nên cái cách mà Michael Cohen nói như vậy thì chúng ta cũng chờ xem chúng ta có nguyên cuốn sách thì như thế nào. Nhưng mà kết luận lại đó thì nghĩa là cái con người của Donald Trump chúng ta nghe qua, rất là nhiều người chung quanh chúng ta nghe qua đứa cháu rồi đó, thì cái kết luận luận nó cùng một nét. Michael Cohen trong cái lời nói đầu nói rằng là đây là một cái người lừa đảo, gian xảo, láo toét, kỳ thị, một cái người săn gái và một thằng điếm. Và thưa quý khán thính giả, những cái chữ này là chữ của Michael Cohen, không phải chữ của tôi, thì tôi cũng chỉ dịch thôi. Chứ còn nếu mà chữ của tôi nhiều khi cái nét nó còn đậm hơn nhiều, đại khái nó như thế. Và cái kết luận của cái forward đó, cái lời nói đầu đó, thì Michael Cohen nói như thế nào? Nói trong những cái lúc mà tôi mà gọi là sa cơ đến như vậy đó, thì cái một cái nhân vật mà tôi để ý đó là cái ông dân biểu Elijah Cummings. Quý khán thính giả nhớ là ông dân biểu Elijah Cummings là cái ông dân biểu mà da đen, mà chủ tịch của cái ủy ban kiểm soát của Hạ viện đó. Thì khi ông nói chuyện với tôi thì ông nói rằng là lúc đó thì tôi đã bị ông Michael Cohen nói đó, Michael Cohen đã bị kết tội rồi, chuẩn bị vào tù mà. Thì ông nói đây, ông nói là tôi hiểu ông Cummings sẽ nói về Michael Cohen, nói là tôi hiểu ông đã trải qua quá nhiều, và những cái việc mà ông trải qua đó tôi biết nó khó khăn, nó không dễ dàng. Nhưng mà tôi chỉ mong là sau cái cuộc mà gọi là đổi đời này đó, ông trở nên là một người, một Michael Cohen
Better, một Better Michael Cohen, Better Donald Trump và Better America. Thì ông Michael Cohen ông chỉ nghĩ trong đầu ông thôi, ông nói Amen và Amen, đại khái nó như thế. Và cái lời cuối cùng trong cái forward đó là Michael Cohen dĩ nhiên viết cái này là để cho chúng ta gọi là để mà bán sách mà. Ông viết rằng là đây là một cái quyển sách mà Tổng thống không muốn cho các bạn đọc. Thì dựa theo cái lời đó đó thì Tổng thống không muốn cho chúng ta đọc thì Nguyễn Hoàng Duyên mời gọi gia đình NVR là chúng ta phải đọc. Và một lần nữa tôi thì tôi hãy mà vừa open là tôi sẽ order liền. Tôi hy vọng là lần này tôi không có bị giống như lần trước là mình tưởng mình nhanh chân mình order sớm mà cuối cùng là mình lại phải chờ lâu hơn quý khán thính giả của gia đình mình mà. Nhưng mà anyway, quyển sách Disloyal là một quyển sách mà thứ nhất nên đọc là bởi vì nó có những cái góc cạnh mà nó mà tôi tin là Michael Cohen sẽ kể theo cái giọng điệu, theo cái giọng văn của cái forward đó thì cho mình thấy thực sự ra hồi xưa đọc Bố Già nó là mình cũng có cái cảm giác đó rồi, nhưng mà Bố Già cũng là một cái novel, một cái tiểu thuyết, còn đây là người thật, việc thật, cái con người thật của Michael Cohen, con người thật của Donald Trump. Tôi nghĩ là một quyển sách rất đáng nên đọc. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, cảm ơn luật sư đã gửi đến cho quý vị những cái nét chính trong cái cuốn sách mà chúng ta mới thấy có những cái preview thôi, những cái hàng đầu. Nhưng mà để cho quý vị có thể theo dõi một cách chi tiết hơn, thì Lê Ngọc sẽ bắt đầu, ngày hôm nay Lê Ngọc sẽ đọc trong cái cuốn sách những cái hàng đầu của Disloyal Memoir của Michael Cohen viết những gì, rồi có thể là luật sư Duyên sẽ dịch lại để cho chúng ta nhớ được những cái chi tiết, vì đây là những cái sự kiện rất là quan trọng để cho chúng ta biết rằng chỉ còn khoảng hơn 80 ngày nữa là đến ngày mà chúng ta thực thi cái quyền công dân của chúng ta, cái lá phiếu của chúng ta sẽ bỏ cho ai nha thưa quý vị. Trước khi mà chúng tôi bước vào liên danh của Biden Harris đã nói gì và những cái sự chỉ trích từ bên phía Tổng thống Donald Trump từ Tòa Bạch Ốc, thì thưa với luật sư Duyên, đây là những cái hàng đầu mà của cuốn sách viết, Lê Ngọc sẽ đọc tiếng Anh rồi nhờ luật sư Duyên có thể dịch lại để cho quý vị khán thính giả nhớ. Tại vì trong lúc mà luật sư Duyên tường trình á, thì Lê Ngọc lại ngày hôm nay nhận được quá nhiều những cái lời nhắn tin và nói rằng Lê Ngọc và luật sư Duyên hãy cho quý vị khán thính giả gọi là tường thuật một cách chi tiết hơn. Thì thưa quý vị, những cái hàng đầu đây Lê Ngọc sẽ đọc cho quý vị. Tại sao chúng ta thấy được cái sự chia rẽ ở nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump? Trong cuốn sách này đã vạch ra ngay lập tức. To half of Americans, it seems like Trump was effectively a Russian control fraud who had lied and cheated his way to the White House. To the other half of Americans, to Trump supporters, the entire Russian scandal was a witch hunt invented by Democrats still unable to accept the fact that Hillary Clinton had lost fair and square in the most surprising upset in the history of American presidential election. Both sides were wrong. I knew that the reality was much more complicated and dangerous. Trump has colluded with the Russian, but not in the sophisticated ways imagined by his detractors. Thì Lê Ngọc nhờ luật sư Duyên có thể nói những gì mà ngay những cái hàng đầu của Michael Cohen đã viết trong cuốn sách này, thưa luật sư Duyên. Và dĩ nhiên, tôi tóm gọn chứ không có dịch từ chữ, thì Michael Cohen nói rằng là đối với công chúng của chúng ta đó thì nó có hai, một có chia làm hai. Cái một phần nữa đó thì nói rằng là nói là Tổng thống Trump đã lừa gạt, đã gian xảo để mà đoạt được cái chức tổng thống. Còn cái phần nữa còn lại đó thì nói là không phải như vậy, đây cũng chỉ là tổng thống thắng một cách rõ ràng, thắng một cách dứt khoát trước trước Hillary Clinton, mà chỉ vì và những cái lời mà lên tiếng điều tra này nó chỉ là witch hunt, chỉ là cuộc săn phù thủy thôi. Nhưng mà Michael Cohen nói rằng là cả hai phía đều sai,
cả hai phía đều sai, là bởi vì cái chuyện này nó nguy hiểm hơn là chúng ta biết nhiều, và nó có một cái sự thông đồng giữa Donald Trump và Nga, mà thông đồng không phải là theo cái cách mà chúng ta mình tưởng là nó sophisticated, có nghĩa là nó thuộc loại mà chi tiết hay là phức tạp hay là còn được hoạch định cái gì đâu, nghĩa là thông đồng với một cách, mà cái cách đó như thế nào thì ổng không có nói ở đây. Ổng nói nó không có sophisticated, có nghĩa là không có thông minh như là mình tưởng đâu. Vậy thì họ đã thông đồng như thế nào, mình chờ cái cuốn sách ra để mà mình xem. Nhưng mà cái dứt khoát là rõ ràng là có cái collusion, có cái sự thông đồng. Khi mà Lệ Ngọc đọc cái đoạn này đó, dĩ nhiên đoạn này thì tôi cũng có đọc rồi, nó gợi liền cho tôi cái ý nghĩ là, tại vì ngay lúc mà anh em chúng tôi đang nói chuyện thì thưa quý khán thính giả, bên phía của mới ngày hôm qua thôi, là trong một cuộc phỏng vấn, Donald Trump đã đe dọa cái ông Christopher Wray, là ông giám đốc FBI ngay bây giờ nè, là nói rằng là ông, coi như nếu mà ông Christopher Wray đó mà không có làm rõ cái vụ điều tra, cái cuộc mà điều tra ban vận động của Donald Trump vào năm 2016 đó, thì có thể là có một cái hệ quả nào đó. Đó là một cái cách nói. Còn một cái cách nói thứ hai nữa là ổng hăm dọa Bill Barr. Ổng nói là Bill Barr đó, trong cuộc phỏng vấn đó, ổng nói Bill Barr là có một cái cơ hội để mà trở thành một người gọi là đi vào lịch sử, không có ai bằng hết đó. Nhưng mà nếu mà Bill Barr để cho cái chính trị nó ảnh hưởng để thì là Bill Barr sẽ trở thành một người tầm thường như mọi người. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Donald Trump muốn nhắn gửi với lại ông tổng giám đốc của FBI bây giờ và Bill Barr đó, là từ đây tới ngày bầu cử là phải tung những cái tin mà tấn công Biden và tấn công cái nội các thời Obama, nói là điều tra ổng một cách giống như là witch hunt, mà thì ổng đang đe dọa cái đó. Khi mà Donald Trump mà đe dọa như vậy, mà cái cuốn sách của Michael Cohen mà ra, mà dường như những cái lời mà Lệ Ngọc mới chia sẻ từ hồi nãy tới bây giờ, nó nói là đã collude rõ ràng với Nga và collude trong một cái phương pháp nghĩa là rất là thô thiển, chứ không phải là tinh vi gì đó, không có sophisticated. Mà nếu mà cái chuyện đó mà tung ra đó, mà bây giờ nếu mà Bill Barr mà lại đưa cái cuộc điều tra của Durham ra, hoặc là ông Christopher Wray đó mà ông đưa một cái điều gì ra đó, thì chính hai ông đó sẽ sợ là trong tương lai mình bị vướng, mình sẽ bị gọi là ở tù. Mà là tại vì những cái chuyện gì mà Michael Cohen nói là nói trực tiếp vào cái điểm đó, cho nên tôi e rằng có hăm thì hăm Christopher Wray, ông Wray với lại ông Barr đó sẽ rất là thận trọng. Là tại vì nếu mà tôi mà là Bill Barr, tôi biết Bill Barr là một cái tên cáo già chứ không phải là một cái tên mà ngây thơ gì cả. Nhìn lại bây giờ chỉ còn có hơn 2 tháng nữa thôi, liệu là Bill Barr có dám liều mạng hay không? Là tại vì chúng ta biết, giống như tôi trên ngay cả trên ống kính của chương trình này đó, tôi nói là tôi thách Bill Barr cứ go ahead and make my day đó, cái là cứ điều tra đi, dám thì cứ chơi đi. Tôi biết Bill Barr sẽ không dám chơi. Ngay bây giờ Bill Barr chỉ nói những lời để lọt lỗ tai của Donald Trump thôi, chứ còn tôi biết chắc chắn rằng Durham không có tìm ra được bất kỳ một cái gì để mà quy chập mà nói là cái thời ông James Comey là làm tầm bậy, không có một cái gì như vậy hết. Và cho nên bây giờ cuốn sách của Michael Cohen lại ra nữa đó, thì thưa quý khán thính giả, những cái điều mà tổng thống hăm ông Christopher Wray với lại hăm ông Bill Barr đó, tôi nghĩ là nó vô hiệu lực. Và ngay cả khi mà Bill Barr được phỏng vấn cũng ngày hôm qua, thì Bill Barr đùa họ, tức là người phỏng vấn hỏi Bill Barr rằng là cái chuyện mà điều tra của ông Durham tới đâu đó, thì Bill Barr nói rằng là ông không có để cho cái election này ra lệnh cho ông phải làm gì, không có dictate được cái cuộc điều tra. Nói như vậy nghĩa là gì?
Billboard chơi một cái cách rất là ỡm ờ. Ỡm ờ là để mà làm vui lòng Donald Trump. Mà bữa trước thì nói rằng là tôi người ta hỏi là người ta hỏi ổng là có ông có chặn cái cuộc điều tra này lại trước cái cuộc bầu cử không, thì Hy nói là no. Rồi ngày hôm nay nói rằng là không có để cái cuộc bầu cử nó ra lệnh cho mình. Nói như vậy có nghĩa là gì? Là cuộc bầu cử tới đâu thì ba này sẽ đưa ra như thế đó, chứ ba này cũng không có đưa sớm, không có đưa trễ vì cái cuộc bầu cử. Nhưng mà cái thực chất của cái cuộc điều tra này đó, nó là con số không, như tôi đã nói. Mà tôi thách thức là người nào mà có thể dịch được cái đoạn này cho Bill Barr nghe đó. Tôi nói là tôi thách thức cái thằng mẹ mẹ Bill Barr đó có thể dám tiết lộ cái gì hay không. Thứ nhất, có cái gì đâu mà tiết lộ. Thứ hai, tiết lộ mà đụng những cái tay như là ông James Comey, đụng những cái người như là Sally Yates, có nghĩa là you force the wrong guys. Và cái thứ ba nữa, bây giờ cái cuốn sách của ông Michael Cohen mà ra mà nói rõ như vậy đó, mà you điều tra người ta, mà you tung cái tin đó ra đó, là những cái người mà bị you tung tin, người ta sẽ đưa có tất cả những cái evidence, những cái yếu tố để mà lôi đầu vô ra tòa. Vô đừng thành ra nếu mà tôi mà là Bill Barr đó, tôi biết là bây giờ tôi phải chơi safe, làm gì thì làm, cho kẹo cũng không dám làm cái mẹ gì nữa. Tôi nói thẳng luôn như vậy đó, ai muốn dịch cái này cho cái thằng mẹ đốn mạc Bill Barr đó nó nghe đó, thì tôi còn cảm ơn nhiều. Tôi sẵn sàng tôi đối đối đầu với Bill Barr, tôi nói chuyện cũng được, cũng sao trơn. Thì nói như thế để hiểu gì, là cái cuốn của Michael Cohen về cái mặt mà nói về con người thật của Donald Trump, nói về những cái âm mưu của một cái tên mà như là một cái thằng bố già của du đảng, nó nói lên một cái điều là cái chuyện mà Bill Barr, xin lỗi, Donald Trump bây giờ đó mà lo lắng nhất đó, là lo lắng vào tháng 11 này mà không có còn quyền nữa đó, thì cái hệ quả về sau có lẽ là không có tốt lắm đâu. Và cái đó là cái mà khi mà tôi đọc và khi mà nghe Lệ Ngọc nhắc lại mấy cái chữ hồi nãy đó, là nói về cái phân nửa nói điều này, phân nửa nói điều nọ đó, thì tôi nói rằng là cái quyển sách này nó tác hại cho Donald Trump còn nhiều hơn là quyển sách của John Bolton nhiều. Trở lại với Lệ Ngọc. Dạ vâng, cái sự tác hại này mà luật sư Duyên nói đến, quý vị cũng thấy được cái ảnh hưởng, tại vì ông Michael Cohen là ai? Đó chính là luật sư riêng của ông Donald Trump. Thì tất cả những sự việc này, thưa quý vị, tiếp tục trong những cái hàng preview thôi, thì những gì mà Cohen viết cho chúng ta thấy được rõ tại sao trong gần 4 năm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump thì cái nội các của ông nó thay đổi một cách kinh khủng. Phải nói là nếu mà quý vị khán thính giả nào chúng ta đã ở Mỹ trong một thời gian thì chúng ta thấy cái chuyện này chưa bao giờ xảy ra ở những vị cựu tổng thống trước. Sự thay đổi chắc chắn phải có, nhưng mà nó không thể nào mà nó quá nhiều như là cái nội các của Tổng thống Donald Trump. Quý vị, đây, luật sư Cohen đã nói như thế nào? For 10 years, he certainly had me, and I always was there for him, and look what happened to me. Quý vị thấy không? Trong hơn 10 năm làm việc cho Tổng thống Donald Trump, và thực tế hiện tại bây giờ, Michael Cohen đã bị gì? He has no one he trusts to keep his secret. Quý vị thấy tất cả những cái sự việc gì mà từ trong cái cuốn sách này viết ra bởi Cohen, thì chúng ta sẽ nghĩ tới những ngày sắp tới của Donald Trump sẽ như thế nào? Đó là một cái câu hỏi mà hiện nay chưa có câu trả lời. Những gì mà ông viết, thưa với luật sư Duyên, From golden showers in a sex club in Vegas to tax fraud. Quý vị thấy không? Tax fraud. Tại sao từ hồi Tổng thống Donald Trump ông lên lãnh đạo nước Mỹ, và Lệ Ngọc có nhớ có lúc ông tuyên bố là ông sẽ cho người dân Mỹ biết cái thuế của ông như thế nào, chúng ta cho tới ngày hôm nay vẫn chưa thấy. To deal with corrupt officials from the former Soviet Union, to catch and kill conspiracies, to silence Trump clandestine lovers. Tất cả những cái sự kiện mà cử tri Mỹ muốn tìm hiểu, quý vị, trong cuốn sách này quý vị sẽ được đọc hết. And then ông Cohen đã nói ông là gì đối với Tổng thống Donald Trump. I was not just a witness to the president's rise, I was an active and eager participant. Là người đã cùng với Tổng thống đã thực hiện
những cái chuyện xấu xa này. Và Lệ Ngọc còn nhớ là cái kết luận, những cái hàng preview của cuốn sách này đã nói là, thưa quý vị, là chắc chắn Donald Trump for the first time, this is a book the President of the United States does not want you to read. Thì khi quý vị, cái gì mà không cho, không muốn cho người ta đọc, thì đó chính là một cái sự tò mò thì người ta càng đọc. Cái điều trước tiên Lệ Ngọc đã thấy là anh Duyên nói rằng lần này phải đặt cuốn sách này, phải mua chứ không muốn chờ đợi lâu nữa, thưa quý vị. Thì cái hình ảnh mà Lê Ngọc đang thấy là như luật sư Duyên đang có một cái nụ cười của ngày thứ sáu đó, phải không thưa với lại luật sư Duyên? Có một cái điều là qua cái tường trình của Lê Ngọc đó, chúng ta thấy là những cái điều mà hồi đó giờ mình nghe mình biết rồi, nhưng mà khi mà nó qua, tại vì ông này là nha trảo của Donald Trump trong vòng 10 năm mà, thành ra cái vấn đề thuế má nè, vấn đề mà làm việc với những tay, nãy Lê Ngọc nói đó, những cái tay mà viên chức mà bị thối nát, nhũng lạm, những cái viên chức mà corrupt của Nga đó, thì chắc chắn nó liên quan tới những cái cuộc mà chuyển tiền rồi. Mình biết mà tiền ở bên Nga đổ vô trong cái nhà băng Deutsche Bank, rồi nó lại đi qua bên đây để mà nó mua tài sản giả để mà nó rửa tiền đó. Rồi thành ra ổng không phải là một cái người nhân chứng không. Chúng ta nên nhớ là thứ nhất, ông Putin ổng là một nhân chứng, nhưng mà ổng không có hợp tác ở trong cái chuyện làm bậy. Bà Mary Trump là một nhân chứng, nhưng mà bà Mary Trump không có hợp tác vào những cái chuyện làm bậy của Donald Trump. Trong khi đó Michael Cohen ông nói là tôi sở dĩ tôi biết nhiều hơn mấy người đó là tại vì tôi là cái thằng đó, tôi là cái tay nha trảo đó, tôi là một cái tay mà tôi dính, nó là tôi mà tôi dính, chẳng những tôi dính vào mà tôi còn là eager, dính một cách cuồng nhiệt đó vào trong những cái âm mưu của Donald Trump. Thành ra cái góc nhìn của một cái tay nha trảo nó còn kinh hoàng hơn nữa. Cho nên qua cái sự trình bày của Lệ Ngọc đó, xin phép quý khán thính giả cho tôi vài phút, là tại vì cái gần đây tôi có nghe một vài người mà nói về là vinh nhục của nghề đó, grandeur and servitude đó. Thì khi mà nói là về vinh nhục của nghề thì người ta nói là nghề nào cũng có vinh có nhục. Thành ra những ông như là ông Nixon, như ông Clinton, như là Tổng thống Trump đó, hay là ngay bây giờ như là Michael Cohen đó, đó là cái vinh nhục của nghề, không có than thở gì hết trơn, nó phải chấp nhận. Nếu mà nói cái chữ vinh nhục của nghề bằng cái góc nhìn đó, đó là chúng ta nói tầm bậy, thì đó tôi phải nói rõ lên cái tầm bậy đó. Chẳng hạn cái cụm từ mà vinh nhục của nghề đó, đó là cái grandeur and cái servitude đó, cái đó là cái cụm từ của Pháp mà tự nhiên qua Việt Nam mình dịch là vinh nhục của nghề, thành ra mình nghe mình không hiểu hết. Thật sự cái chữ grandeur có nghĩa là vinh quang, còn cái servitude đó có nghĩa là cái sự nhọc nhằn đó, cái sự nhục nhằn đó. Thành ra dịch ra vinh nhục của nghề, mình hiểu, mình làm mất cái nghĩa đó đi. Ý cái câu mà grandeur and servitude đó có nghĩa là nó nói trong bất kỳ một cái nghề nào, nếu mà mình muốn đạt được một cái sự vinh quang thì mình có một cái sự nhọc nhằn đó, cái servitude đi kèm theo đó. Tôi nói thí dụ một cái tay như là ông Michael Phelps đi, ổng là vô địch bơi lội, yes, đứng trên cái bục vinh quang nhận mười mấy cái huy chương, là người lịch sử mà gọi lịch sử bơi lội mà nổi tiếng cả trong cái lịch sử bơi lội đó, đó là cái vinh quang. Tới chừng mình nghe là Michael Phelps phải đi chữa cái bệnh tâm thần là tại vì, thưa quý khán thính giả, nào là tập luyện, nào là cái áp lực của cái vinh quang của mình đó, yes, nó có ảnh hưởng tới cái tinh thần. Chính vì vậy mà Michael Phelps tiết lộ là mình có đi chữa trị về tinh thần. Thì cái vinh nhục là như thế, có nghĩa là tôi muốn được cái vinh quang thì tôi phải làm hết sức, mà chính vì cái hết sức đó, đó nó ảnh hưởng tới tôi. Nhưng mà cái điều đó có nghĩa là không phải là cái điều làm bậy, vì cái servitude, vì cái bondage, về cái sự phục vụ cái nghề nghiệp của tôi đó, nó ảnh hưởng tới tôi, thì cái chữ vinh nhục nó phải theo cái ý nghĩa đó. Chẳng hạn bây giờ tôi muốn làm hoa hậu có nghĩa là gì? Thay vì người ta ăn ngon lành này kia, mỗi một ngày tôi chỉ ăn được chút rồi né hết, không có ăn cái gì hết, thì cái servitude của tôi là tôi muốn được vinh quang làm một cái người hoa hậu, thì tôi phải giữ đẹp.
Và nhưng mà tôi phải không được làm bậy, thành ra cái chữ mà vinh vinh quang và cái nhọc nhằn đó phải dịch là vinh quang và nhọc nhằn, thì cái là nó nói lên một cái ý nghĩa tốt. Chẳng hạn như bây giờ làm ông tổng thống đi, nếu bây giờ tôi nói là làm tổng thống thì là một tổng thống tầm cỡ của Abraham Lincoln là một vĩ nhân của toàn thế giới nữa, vì vậy mà vẫn có người không có đồng ý với ông, mà ông đã phải, sau khi ông giải phóng nô lệ, cái cuộc chiến tranh xong rồi đó, 5 ngày sau người ta ám sát ông, thì cái đó gọi là grandeur and servitude. Còn khi mà mình làm bậy thì mình không có dùng cái cụm từ đó được. Chẳng hạn như tôi nói rằng là cái ông luật sư mà ông đi ông lường gạt tiền của thân chủ rồi cuối cùng mất bằng, thì ông không thể nói cái đó là vinh nhục của nghề được. Thí dụ một ông luật sư ông phải làm rất là nhiều điều, thí dụ ông binh cho nhân quyền, ông binh những cái người thấp cổ bé miệng mà cái bọn nhà giàu nó chửi ông, thì cái đó là vinh nhục của nghề. Còn mà ông luật sư mà như ông Michael Avenatti của cái cô Stormy Daniels á, là ông dùng cái nghề của ông để ông lường gạt tiền của cái cô Stormy Daniels, rồi ông dùng cái uy quyền của ông để mà ông tính tống tiền cái công công ty Nike, rồi bây giờ trở thành là một felon, ông ở tù. Mà ông ở tù như vậy thì lúc mà nói chuyện với người ta, làm ơn ông đừng có nói cái đó là grandeur and servitude, là vinh nhục của nghề. Cái đó là ông là một cái thằng gian, ông làm bậy. Tôi vẫn hay đùa mà, tôi nói tôi thường thường thì mình nói là người ngay mắc nạn, mà tôi hay đùa, tôi nói ông ơi, tại sao lại bắt cái thằng gian mắc nạn đó, là cái lối mỉa mai của tôi. Cho nên Michael Avenatti không thể nói là vinh nhục của nghề. Vậy thì bây giờ mình quay qua trở lại, tôi nghe một cái trình bày mà nói rằng là vinh nhục của nghề, thành ra ông tổng thống Nixon ông làm tổng thống thì ông vinh quang cho nên ông phải chịu nhục, cái đó là nói tầm bậy. Nixon trả giá chỉ vì Nixon lạm quyền, dùng cái quyền của mình ra lệnh đi làm gọi là điều đi gì đó theo dõi đảng Dân Chủ, cái đó là cái tầm bậy, vậy thì không phải là vinh nhục của ngài được. Ông tổng thống Clinton, ông là tổng thống mà ông nói láo trước quốc hội, ông bị impeach, thì cái đó không phải là vinh nhục của nghề. Ông Michael Cohen, ngày hôm nay trong cái quyển sách ông kể lại, ông kể là ông là một cái người eager participant, tức là tôi là một cái thằng đồng lõa, đồng mưu để làm bậy. Vậy thì ngày hôm nay ông không thể dùng cái chữ là vinh nhục của nghề được. Một lần nữa, chữ nhục đây không phải là nhục nhã, mà đây là cái nhọc nhằn, cái nhục nhằn nữa, cái grandeur, cái servitude. Cho nên mới gần đây tôi nghe một người trình bày nói rằng là tổng thống Trump của chúng ta gọi là đúng là chịu cái vinh nhục của nghề. Đối với tôi cái đó là bullshit, cái đó là BS, là tại vì Donald Trump là từ hồi trẻ là một thằng lưu manh, lớn lên là một thằng ma cạo, xây dựng sòng bài, xây dựng đại học ma, lường là gạt tiền thiên hạ. Cái đó nó không có dính gì tới vinh nhục của nghề hết đó. Rồi bây giờ làm tổng thống muốn phá vỡ cái bản hiến pháp của chúng ta, làm toàn chuyện tầm bậy tầm bạ, để mà rồi cuối cùng bị impeach, và nếu mà xuống chức đó có thể là nguy hiểm hơn nhiều. Mà nếu mà xuống chức mà phải trả giá của mình, phải trả cái là phải phải trả lời trước công lý đó, thì cái đó không phải là vinh nhục của nghề, mà cái đó là thằng gian nó mắc nạn. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, vị luật sư Duy nhắc tới cái vấn đề này đó, thì cái sự kiện này, thưa với lại luật sư Duy, nếu mà chúng ta nói trên cái vấn đề pháp lý đi, là một vị tổng thống khi mà đã có một cái title là tổng thống của một đất nước, mà đất nước đó là đất nước Mỹ, thì nếu mà chúng ta nói cái sự việc đi, là có một cái gọi là một cái quyền lợi, dù là vị tổng thống đó có làm những cái điều sai trái, có những cái bằng chứng rõ ràng là sai trái, thông đồng với Nga hay là tax fraud hay là tất cả những cái vấn đề mà gọi là hình sự như vậy nữa, thưa với lại luật sư Duyên, vừa hình sự vừa dân sự, thì với vai trò là một vị tổng thống, sau khi mà hết chức vụ, cho là tổng thống Donald Trump 4 năm hay 8 năm, thì sau khi mà hết cái chức vụ này có được cái quyền gọi là không bị truy tố hay không, thưa luật sư Duy? Cái câu hỏi của Lê Ngọc đặt ra đó
nó có hai phần. Thứ nhất là cái phần pháp lý, cái là về phần the law, và cái thứ hai nữa là một phần là luật rồi, còn một phần nữa là cái politics, là liệu mà mình truy tố mà ông tổng thống mà tiền nhiệm đó, nó có ảnh hưởng gì về cái nền dân chủ, nó ảnh hưởng gì về cái chính trị của chúng ta hay không. Mà thì sở dĩ mà Lệ Ngọc đặt cái câu hỏi đó, nó có cái chiều sâu, cho nên mời quý khán thính giả, mời cả gia đình chúng ta, là chúng tôi chỉ hai anh em chúng tôi sẽ phân tích và chúng ta cùng suy gẫm, rồi chúng ta có cái kết luận riêng cho mỗi người thì nó vui hơn. Cái điểm thứ nhất là về luật pháp mà nói, thì liệu một ông tổng thống như là tổng thống Trump đi, ông làm những cái điều mà ông đang làm, mà nếu mà sau khi ông hết chức rồi đó, thì những cái điều đó, cái vị tổng thống tương lai hay là cái ông bộ trưởng tư pháp tương lai có về mặt luật nha, có điều tra hay không? Thì chúng ta biết rằng cái nguyên tắc của cái nền, một nền dân chủ đó, là mà nhất là nền dân chủ của Hoa Kỳ đó, không có ai ở trên luật pháp cả. Nobody is above the law. Cho nên nếu mà Donald Trump trong cái lúc mà đang làm việc, đang làm tổng thống nè, thứ nhất, trước khi ông làm tổng thống mà ông làm bậy, ông có đáng bị truy tố hay không? Cái câu trả lời là yes. Đang khi ông làm tổng thống mà ông cứ tiếp tục là nhũng lạm, rồi dùng cái quyền lực của mình để mà lấy tiền của dân này nọ đó, có đáng bị truy tố hay không? Tôi dùng cái chữ nếu. Nếu mà chứng minh được thì cái câu trả lời là yes. Là bởi vì dựa trên luật pháp mà nói đó, nếu mà mình muốn cho toàn dân tin tưởng vào cái hệ thống luật pháp và tin tưởng vào cái nền dân chủ của chúng ta đó, thì chúng ta phải gửi một cái tín hiệu là không phải là ông hưởng được cái chức tổng thống đó trong cái thời gian 4 năm đó, ông vơ vét, ông làm càn, ông bỏ, ông tấn công người này, ông điều tra người nọ, ông bỏ tù người kia, rồi sau đó ông get away, là tại vì ông làm tổng thống. Mình làm, nếu mà mình làm cái điều đó thì mình có thể làm mất cái là dân sẽ không còn tin vào chính quyền nữa. Mà thì nếu mà nói về mặt luật pháp thì tôi nói rằng yes, ngay cả một ông tổng thống, you are not above the law. Bây giờ mình nhìn qua thế giới đi cho nó vui. Bây giờ nhìn chẳng hạn như ông Trần Thủy Biển là ông tổng thống của Đài Loan đó, khi ông hết chức rồi thì Mã Anh Cửu lên và truy ra những cái điều khi Trần Thủy Biển làm tổng thống làm tầm bậy đó, và Trần Thủy Biển đã bị ở tù. Chúng ta biết là cái bà tổng thống của Đại Hàn đó, cái bà Nam Hàn đó, là bà Park Hyun bà Park Hyun Chi, bà tức là bà, tôi không biết dịch ra tiếng Việt Nam là cái gì đó, Park Hyun Chi đó, thì cái bà này, bà tham nhũng, là bà chuyển, bà cho cái người bạn thân nhất, cái công ty bạn thân nhất của bà đó, là cái số tiền là vào khoảng 20 triệu Mỹ Kim. Thì dân họ biểu tình, và cuối cùng đó là khi ông Moon Jae-in, ông lên ông làm tổng thống bây giờ nè, lẽ ra cái quyền của ông là ông có quyền pardon bà này, nhưng mà ông đã không pardon, ông đã không dính tới. Là tại vì Moon Jae-in biết rằng mình mà mình tha cho cái bà này đó, người ta không có còn, người ta nhìn vào cái chính quyền của Nam Hàn, người ta không có còn nể nữa mà. Đó là những cái chuyện mà gần đây nhất chúng ta dễ thấy ở bên Nam Hàn, ở bên Đài Loan. Vậy thì bây giờ mình trở qua nước Mỹ của mình đó, thì tôi nói rằng nếu mà những cái tay mà làm bậy, cái tầm cỡ của như là cái tên Blagojevich của Illinois đó, mà bây giờ tổng thống lấy cái quyền của mình nên cái là tha tội cho him, thì cái đó là mình đang gieo vào cái lòng mọi người rằng là hễ mà cái bọn mà có quyền lực đó nó tha hồ, nó làm bậy. Cho nên vậy thì thứ nhất về mặt luật pháp, tôi nghĩ rằng nếu mà Trump mà không còn làm nữa đó, thì về mặt pháp lý mà nói, Trump phải trả lời trước luật pháp, trước tòa án. Còn bây giờ mình mới nói cái chuyện là về cái mặt chính trị thì sao. Chúng ta nên nhớ là cái người đầu tiên mà rơi vào cái bối cảnh đó là ông Tổng thống Nixon. Ông Tổng thống Nixon khi mà
ổng có tội rồi, ổng từ chức đó, thì cái ông phó tổng thống kế tiếp là ông Gerald Ford, ổng lập tức ổng pardon tổng thống Nixon, có nghĩa là tổng thống Nixon không có phải trả giá, không có trả lời trước cái công lý. Mà lúc đó thì nói rằng là đất nước chúng ta cần healing, thì thôi đó là cái góc nhìn của tổng thống Gerald Ford. Một cái góc nhìn khác là người ta nói rằng là thì ra nếu mà mình làm tổng thống đó, mình làm bậy thì nó sẽ ok. Cái nào bây giờ mình nâng lên giữa một ông tổng thống và cả một cái bản hiến pháp, cả một cái nền dân chủ Hoa Kỳ đó thì như thế nào? Cho nên thưa quý khán thính giả, về mặt luật pháp thì chắc chắn là phải trả lời rồi, về mặt chính trị nó cũng tùy cái bối cảnh. Tôi nói yes, tôi mà một người mà làm tổng thống đó, chắc chắn sẽ có lúc họ làm những cái điều mà sai hoặc là chúng ta không đồng ý, nhưng mà tôi thì tôi vẫn phân tích như vậy. Tôi nói nếu mà một ông tổng thống mà ông làm một cái điều sai, nhưng mà cái intent, cái ý đồ của ông đó không phải là cho cái lợi ích cá nhân ổng, cho phe đảng ổng, cho những cái thằng tội phạm mà cùng phe với ổng đó, thì cái intent đó mình có thể mình nói là ra ổng làm một cái judgment, một cái phán phán đoán nó wrong. Nhưng mà mình không thể nào mà một cái người mà như Donald Trump mà làm với một cái ý đồ rất là rõ ràng, ra lệnh cho một ông đại sứ là nói với cái tụi anh đó, nó đem cái giải British về cái sân golf của tôi đi, hoặc là đưa con gái mình định giá cái phòng khách sạn để làm điều này điều nọ, hay là cái là lấy tiền bỏ túi, mà tất cả những cái đó nó có một cái intent, mà tất cả những cái intent của Donald Trump đó là chỉ làm giàu cho Donald Trump. Mỗi một lần mà Donald Trump dùng cái power của mình để mà pardon đó, quý khán thính giả thấy không, toàn là những cái tên mà nó cùng phe, nó cùng ý nghĩ thôi. Thực sự Blagojevich ở bên Illinois đó, cái ông mà governor của Illinois, cái tiểu bang của Obama đó, ông ở tù mà ông đó là một người dân chủ, người ông đó không có dính gì tới cái đảng Cộng hòa đó, nhưng mà khi Trump lên làm đảng Trump rồi đó, thì mới gần đây thôi là pardon ông. Như vậy thì cái ý đồ của Donald Trump đó là cái ý đồ tồi bại. Bây giờ mình nhìn lại những cái người Donald Trump khen nè. Donald Trump khen những người như là Blagojevich, ô thằng đó nó đàng hoàng lắm, tôi pardon nó. Ô ông Mike Flynn là một người rất là tử tế. Manafort là mấy cái tay mà đang ở tù nè, cái tay đó rất là tử tế, rất là đàng hoàng. Những người mà chúng ta biết là những cái người mà tội đồ với lại lưu manh với đốn mạc đó, thì dưới con mắt của Donald Trump rất là đàng hoàng. Cái bà Ghislaine Maxwell đang ở tù đó vì cái tội mà làm tú bà dân gái trẻ cho mấy thằng giàu, thì Donald Trump nói I wish her well. Thành ra quý khán thính giả thấy không, những cái người mà nó nằm ở trong cái đầu óc của Donald Trump mà là những người tốt, những cái người xứng đáng để mà I wish her well đó, toàn là những cái loại đó. Còn những cái người như là Kamala Harris đó, thì ô cái con mẹ này là thất bại, con mẹ này là thế này thế nọ thế kia. Bây giờ quý khán thính giả cứ nhìn những cái người mà Donald Trump ca tụng và những người Donald Trump mà mạt sát đó, là quý khán thính giả thấy rõ một cái ranh giới à. Ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng không có cũng cũng không né được Donald Trump nữa. Cho nên nhìn như vậy để mình mới mới hiểu được bốn cái chữ mà gọi là liễu đường mà bệnh của cái đám cuồng Trump đó. Thì nội cái câu mà đặt ra liễu đường mà bệnh là mình biết nó bệnh mẹ nó rồi, khỏi cần liễu nữa. Quý khán thính giả thấy không? Cho nên sau khi mà Donald Trump không còn làm tổng thống, cái câu Lệ Ngọc hỏi đó anh phải phân tích lâu dài, đó là thứ nhất về mặt luật pháp dứt khoát, nếu mà nói về luật không đó là phải làm cho tới bến. Còn nếu mà nói về chính trị thì cái intent của ổng, cái ý đồ của ổng, cái âm mưu của ổng, những cái chuyện mà ổng làm đó là ổng binh vực những cái nhóm nào, những cái bè lũ nào hay là ai, thì tôi trình bày như thế rồi quý khán thính giả cùng tôi mình nhìn vào tin tức, mình đọc đọc cả mọi phía để rồi mình lấy cái kết luận là luật pháp thì đã là như vậy rồi, còn cái vấn đề là cái ý nghĩa về chính trị, cái ý nghĩa về nhân cách đó, Donald Trump có nên trả giá trước những cái hành động của mình hay không? Mời luôn tất cả những cái nhóm mà liệu đường mà bệnh đó, muốn suy nghĩ sao đó suy nghĩ. Trở lại với Lê Ngọc.
Dạ vâng, và thưa quý vị, chúng ta đã biết là bên phía Dân Chủ đã có một cái liên danh, đó là liên danh Biden and Harris. Thì đây chỉ trong vòng vài ngày vừa mới qua đây thôi, quá nhiều những cái sự tranh cãi, những cái sự chỉ trích ở cả bên hai phía. Trước tiên đó, quý vị đã thấy là ông Joe Biden và Kamala Harris, ngay lập tức họ cũng công kích Tổng thống Donald Trump là một nhà lãnh đạo bất tài đã làm tan nát nước Mỹ. Và tất cả những sự việc xảy ra, quý vị nghe rất là rõ ràng và đi đúng đến cái đích khi mà công kích. Nói đến hai bên, thưa quý vị, hai liên danh thì họ đều có cái quyền để mà công kích. Nhưng cử tri của Hoa Kỳ, họ cảm nhận được và họ thấy bên nào đúng và bên nào đã không đúng, đã dẫn nước Mỹ đến cho tới cái tình trạng hiện nay. Thì quý vị, với cái sự công kích của cái liên danh Biden-Harris đã vạch ra rằng là Tổng thống Donald Trump bất tài đã không gọi là giải quyết được cái đại dịch COVID-19 và cái sự thay đổi, cái sự flip-flop của Tổng thống Trump trong cái vấn đề không có một cái đường hướng, một cái hướng dẫn cho đâu ra đó để cho người dân tránh bị lây lan. Có ngày thì nói rằng là phải đeo mask, đeo mặt nạ vậy mới yêu nước, phải giữ khoảng cách, thì chỉ cần một vài ngày sau thôi là lại hoàn toàn thay đổi, đã có một cái sự flip-flop ở lãnh đạo. Và bên cạnh đó, thưa quý vị, chúng ta lại nghe bên phía Tổng thống Donald Trump, tất nhiên cũng sẽ phải đáp trả lại ngay lập tức. Nhưng mà có một cái điều mà những cái sự đáp trả của Tổng thống Donald Trump làm cho người ta phì cười. Luật sư Duyên còn nhớ là trước đây đó, trong rất là nhiều năm, lúc chưa là một chính trị gia, lúc chưa là Tổng thống của nước Mỹ, thì ông Trump, ông đã thúc đẩy một cái lý thuyết về vấn đề sinh quán và cho rằng ông Barack Obama đã không sinh ra ở Mỹ. Rồi ngay lập tức, thưa quý vị, trong ngày thứ ba thôi thì lại xảy ra tiếp tục. Tổng thống Donald Trump lại nói rằng ứng viên phó tổng thống của bên đảng Dân Chủ, đó là bà Kamala Harris, đã không đủ tiêu chuẩn để làm phó tổng thống của Hoa Kỳ. Và ông còn luôn, thưa quý vị, những gì mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố thì chúng ta cũng không ngạc nhiên. Ông còn từ cái vấn đề này đã phóng đại ra một cái quy định pháp lý mà ngay cả giới chuyên gia, những giới về chính trị gia, họ đã cho rằng cái cách mà Tổng thống Donald Trump nói tới đó, thưa quý vị, đó là một cái sự phân biệt chủng tộc. Vì mọi người đều biết là bà Harris, bà sinh ra ở Oakland của tiểu bang California. Cái ngày sinh của bà là ngày 20 tháng 10 của năm 1964. Cha bà là người Jamaica và mẹ là người Ấn Độ, là người di dân. Thì nói đến cái vấn đề này, thưa với luật sư Duyên, người ta đang đặt ra là những gì Tổng thống Donald Trump nói có đúng hay không? Cha mẹ của mình là người di dân đến sống ở nước Mỹ. Thì nhưng mà khi mà mình sinh ra ở Mỹ, thưa với lại luật sư Duyên, là mình là người dân Mỹ. Thì tại sao lúc nào Tổng thống Donald Trump ông cũng có đưa ra những cái vấn đề mà nó hoàn toàn nó không đúng, nhưng mà Tổng thống rất là vô tư, rất là hồn nhiên. Làm lại Ngọc nhớ tới anh Đinh Quang Thái, anh nói có cũng là một cái điểm mà chúng ta nhìn về Tổng thống Donald Trump rất là hồn nhiên, mặc dù ở cái tuổi 74 là vị Tổng thống của nước Mỹ, nhưng muốn nói gì nói rất là hồn nhiên như một đứa bé, thưa luật sư Duyên. Cái đó cũng tùy góc nhìn. Có nhiều người là nhìn như thế, một cái ông già như vậy đó thì nói là hồn nhiên. Còn có nhiều người nói rằng là cái đó là stupid, cái đó là đốn mạc, cái đó là lưu manh, cái đó là... Thành ra tùy cái góc nhìn, thế là tùy quý khán thính giả. Quý khán thính giả có nghĩ rằng là những cái lối mà nói chuyện mà lừa đảo, lừa lọc, đốn mạc theo cái kiểu Donald Trump là hồn nhiên hay không? Nhiều khi chúng ta, nếu mà chúng ta vì một cái phương hướng nào đó mà chúng ta bẻ cong cái ý nghĩa của chữ nghĩa đó, thì chúng ta phải tự xấu hổ với chính mình. Mình nhìn một cái thằng già nó đi ra mỗi một ngày nó nói láo, mà cái thằng này nó rất là hồn nhiên. Quý khán thính giả coi, còn nó làm toàn là những chuyện tầm bậy như vậy mà nói rằng là vinh nhục của nghề, chúng ta có tự xấu hổ hay không? Thành ra tôi phải làm những cái phân tích như vậy là tôi muốn nói cho nó rõ thôi. Thành ra nhiều khi cái cách mà chúng ta nói chuyện đó, chúng ta mà nói mà nó không có đúng đó, nó nói không phải là nó nói lên cái giá trị của Donald Trump nữa, mà nó nói lên giá trị của chúng ta. Hồn nhiên, cái thật tình tôi nghe tới cái chữ đó tôi giật mình đó, tôi nói là mà ông rất là hồn nhiên. Quý khán thính giả thấy không? Cái điểm mà
Donald Trump nói về mọi người, nói là ông Obama đó, ông không sinh ở Mỹ, rồi nói là bà Kamala Harris đó không sinh ở Mỹ. Vậy mà bây giờ ngoài những cái lũ mà nó sẽ ca tụng và nó bắt đầu nó viết bài, nó viết email, nó gửi tùm lum ra, nó nói rằng vậy là Kamala Harris mà cũng là không ở Mỹ đó, thì cũng có những cái người nó là tổng thống rất là hồn nhiên. Tôi ớn cái chữ đó thiệt đó. Thành ra nếu mà bây giờ một cái ngày nào đó mà Donald Trump mà nói mà trái đất này mà nó dẹp chứ nó không hình tròn đó, thì cũng là một số đám đông tin vào Donald Trump. Cũng có một cái số nữa, đừng trách tổng thống bởi vì ông rất là hồn nhiên. Đối với tôi, nếu mà tôi dùng cái chữ hồn nhiên mà theo cái nghĩa đó đó, tôi mời quý khán thính giả của gia đình NPR chửi thẳng vào mặt tôi, bullshit, chửi thẳng tôi, ok? Còn bây giờ, nếu mà nói về Donald Trump thì sẽ có một ngày nào đó Donald Trump cũng rất là hồn nhiên, nó đứng ra, mẹ có một cái thằng luật sư, mẹ nó tên Nguyễn Hoàng Duyên ở San Jose, thằng đó nó là người hành tinh chứ nó không phải là người trái đất đó. Thì thưa quý khán thính giả, nếu mà Donald Trump mà nói như vậy thì cũng sẽ có một cái lũ cuồng Trump nói rằng là Nguyễn Hoàng Duyên tới từ quả tinh hay là tới từ Diêm Vương tinh gì đó, cũng có thể người ta tin, và người ta cũng rồi cũng lại một số người khác, ôi tổng thống nói hồn nhiên đó mà. Lê cậu nghĩ đó, thưa với luật sư Duyên, đôi lúc đó nó có những cái sự phân tích và sự nhận định nó rất là thâm thúy, nó có vẻ giống như là cho thấy là một ở một cái điểm khác nữa, tại vì chúng ta cũng biết là mỗi khi mà Donald Trump ông đi tới những cái nước ở trên thế giới, quý vị thấy có những cái quả bong bóng bự kêu là baby Trump, thưa quý vị. Nhưng mà cái hồn nhiên đó, cái hồn nhiên mà nó không làm hại cho người ta thì nó không sao, nhưng mà cái hồn nhiên này nó kinh khủng quá, thưa quý vị. Thành thử tất cả những cái sự việc mà ở nhìn ở một cái góc độ nào, và nhất là ở vai trò của một vị lãnh đạo, thì không thể nào có được một cái sự hồn nhiên mà lại tác hại đến cái đời sống của người dân như vậy. Luật sư Duyên thấy cái lần này, cái cuộc bầu cử năm 2020 nó là một cuộc bầu cử rất là quan trọng, phải nói là quan trọng nhất trong lịch sử của nước Mỹ, mà nó không những nó ảnh hưởng tới nước Mỹ của chúng ta mà còn ảnh hưởng trên thế giới nữa, thưa với lại luật sư Duyên. Tôi nói thực sự ra là chúng ta sống vào một cái thời đại nó kỳ quặc lắm. Ra nếu mà nói rằng là vinh nhục của nghề mà rồi hồn nhiên này nọ thì tôi phải nói thẳng tôi chịu thua. Cho nên hứa với nhau cuối chương trình ngày hôm nay, tại qua cái chuyện mà vinh nhục của nghề với lại hồn nhiên này nọ, tự nhiên có một cái chuyện tếu, mà cái chuyện tếu đó để dành cuối chương trình, rồi tôi sẽ nó liên quan tới cái hồn nhiên với cái vinh nhục của nghề mà mình sẽ nói vào cuối chương trình. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, vinh nhục của nghề đó thì Lê Ngọc cũng sẽ có một câu chuyện mà từ chính quý vị khán thính giả gửi vào cho Lê Ngọc nha, thì Lê Ngọc mới biết được là cái câu chuyện này như thế nào, thì đó có thể là những cái giây phút mà để cho anh em của chúng tôi chia sẻ với lại quý vị khán thính giả. Và trước khi mà tiếp tục bước vào những gì mà cái sự công kích, cái sự đáp trả lại của Tổng thống Donald Trump với liên danh Biden-Harris, Lê Ngọc xin mời quý vị đến với vài giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của đài NPR.